khí hậu việt nam nóng ẩm mưa nhiều dùng máy lọc không khí cần gì phải dùng tính năng tạo ẩm đấy chính là cái văn bán hàng của mấy cái ông bán máy lọc không khí trung quốc và bán máy lọc không khí hàn quốc hay là hàng của châu âu vì những cái con máy này đặc thù nó là không có tính năng tạo ẩm mấy hôm nay thì không thấy các đồng chí này đăng các cái clip tương tự như vậy nữa mấy hôm nay thì độ ẩm ở miền bắc việt nam đang giao động khoảng tầm hơn 20% Như hôm nay thì tôi xem thì là 27% Giao động 25-27% Là độ ẩm vô cùng thấp Vì độ ẩm tốt nhất cho sức khỏe chúng ta Thì nó phải đâu đấy khoảng 60% các bạn ạ Những ngày như này thì các bạn đang dùng máy là không khí cỏ nhật Các bạn hãy bật ngay tính năng tạo ẩm lên nhá để phát huy cái giá trị của nó trong những cái ngày nồm nồng... à, trong những ngày hanh khô như này. Đặc biệt là những cái ngày hanh khô thì nó lại vào những cái ngày thời tiết lạnh và thời tiết lạnh thì chúng ta phải bật điều hòa đúng không ạ trong phòng điều hòa thì độ ẩm nó chỉ đạt đâu đấy khoảng tầm 30 hơn 30 đến 40 phần trăm thôi đấy và những ngày hanh khô như này thì nó chỉ đạt khoảng tầm hơn 20 phần trăm cực kỳ khô luôn các bạn nhé đấy và đấy là cái cái cái, lý do mà tôi luôn khuyên các bạn là lên dùng máy lọc không khí có tạo ẩm hàng nội địa của Nhật. Tại vì khí hậu Việt Nam thì đúng là nóng ẩm mưa nhiều. Độ ẩm trung bình nó sẽ đạt khoảng tầm 80%. Thế nhưng mà nó sẽ có khoảng 6 tháng đến 8 tháng mà chúng ta cần phải dùng cái máy lọc không khí tạo ẩm này, nghĩa là cần phải dùng tính năng tạo ẩm thôi, chứ còn lọc không khí chúng ta sẽ dùng quanh năm. Nó sẽ có khoảng tầm 2 tháng mùa hanh khô, độ ẩm cực kỳ thấp như ngày hôm nay, độ ẩm chỉ hơn 20% thôi và rất cần cái tính năng tạo ẩm của máy lọc không khí. Cái ngoài ra thì có những tháng mùa hè, mặc dù là độ ẩm trung bình nó sẽ đạt khoảng tầm 60 phần trăm 70 phần trăm trong phòng điều hòa thì chỉ, chỉ đạt khoảng tầm 40 phần trăm thôi và lúc này thì tính năng tạo ẩm cũng rất quan trọng và cần thiết đúng ạ Hiện tại giờ thì chúng ta đang có mặt ở trong phòng ngủ của, của, tôi và như các bạn thấy đây không phải clip đầu tiên mà tôi quay về các cái mẫu máy lọc không khí mà nhà tôi đang dùng mà nhà tôi hiện tại bây giờ đang dùng hai mẫu máy lọc khí một con cỏ thằng Daikin và một con cỏ sáp đây là cỏ sáp các bạn này dòng sáp tháp và đây là con Daikin dòng Daikin trứng Chia sẻ với bạn thêm một chút thì nói thì khi nói ra thì những khách hàng mà chưa dùng hàng nội địa nhật các bạn sẽ giật mình. Vì con Daikin trứng này các bạn biết là nó sản xuất năm bao nhiêu không ạ? Mỗi Daikin trứng này sản xuất năm 2008. Nhưng nói về lọc bụi nó đang lọc tốt hơn con Daikin sáp, à con lọc không khí sáp kia. Đấy, nhưng dòng sáp thì tôi thấy nó tạo ẩm lại tốt hơn Daikin một chút. Cũng khoảng tầm 2 tháng rồi tôi chưa vệ sinh. À, Đợi ba một chút nhé, ba quay cái này xong ba bật cho con nhé nào đây ba con mình mở cái này nhá đây tôi sẽ mở cho bạn xem chắc sẽ rất bẩn rồi đấy các bạn nhìn này bẩn đấy con bẩn 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 đây các bạn nhìn này cực bẩn luôn đây là khoảng tầm 2 tháng chưa vệ sinh thường thường chúng ta sẽ vệ sinh định kỳ nhưng nói thật là tôi cũng lười đấy hiện tại bây giờ tôi đang phải dùng tính năng tạo ẩm cả hai máy này luôn máy này thì đang hết nước rồi thường thường một ngày phải bổ sung nước một lần trong thời tiết thanh khô như này một ngày sẽ phải bổ sung nước một lần và phải dùng cả hai máy này thì nó mới kéo độ ẩm được lên khoảng tầm 5 đến 60 trăm còn nếu mà không thì độ ẩm chỉ khoảng tầm 30 trăm thôi cực thấp luôn đợi ba xíu máy là không khí tạo ẩm là một cái mẫu máy mà khi đăng lên quảng cáo thì tôi luôn nói một cái câu chắc lịch rằng là cam kết về hiệu quả nếu dùng không hiệu quả thì hoàn lại tiền Tại vì sao ạ? Vì đây là một sản phẩm thực sự là rất đáng để chúng ta đầu tư dùng trong phòng của chúng ta Phòng ngủ hoặc phòng khách các bạn ạ Đầu tư thì không quá nhiều tiền Một mẫu máy như này nó chỉ dao động khoảng tầm 2 triệu hơn 2 triệu thôi Thế nhưng mà đổi ngược lại thì giá trị của nó rất là lớn Đấy giá trị rất lớn Nó có hai cái giá trị lớn nhất là lọc không khí và tạo ẩm Nó giúp lọc mùi lọc bụi trong gia đình của chúng ta rất là tốt nếu các bạn mà có quan tâm về mẫu máy lọc không khí tạo ẩm nội địa của Nhật thì các bạn có thể là gọi điện cho tôi để được tư vấn hoặc là đến xem hàng trực tiếp tại kho Nhật Bùi Huy. Những mẫu máy lọc không khí tạo ẩm này thì sẽ bán quanh năm, nó không có mùa vụ. Tại vì mùa nào chúng ta cũng cần lọc không khí cả các bạn ạ. Đấy, máy thì rất rẻ, giá trị thì lại cao. Bữa sau mà tôi có vệ sinh cái máy lọc không khí này thì tôi sẽ làm clip để chia sẻ đến các bạn xem là cái hiệu quả lọc của nó như nào các bạn nhé. Thực sự là nó giá trị lọc không khí của nó rất là tốt các bạn ạ. Ở bên Nhật thì đa số đến 90% tất cả các hộ gia đình thì họ đều dùng những cái mẫu máy, máy lọc không khí như này. Nếu chúng ta có xem các phim của Nhật chúng ta để ý ở các cái góc phòng ấy thì họ đều có sử dụng máy lọc không khí cả các bạn ạ. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau.